Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiêm vét vaccine ngừa Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Một công an viên bị một đối tượng gây rối chém tử vong. Nhà thờ Đức Bà Paris chuẩn bị chuyển sang giai đoạn trùng tu. Thưa quý vị, hôm qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến hết ngày 18 tháng 9, thành phố đã tiêm được tổng cộng gần 8,73 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người dân đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn thành phố, bao gồm tất cả các trường hợp diện thường trú, tạm trú và người nước ngoài. Tính đến hết ngày 18 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng 8.728.803 mũi. Trong đó có hơn 6.714.000 mũi 1 và trên 2.006.000 mũi 2. Có trên 2.290.000 người tiêm vaccine Verocell, tất cả đều an toàn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết hiện các quận huyện và thành phố Thủ Đức vẫn tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. TP.HCM hiện cũng ghi nhận số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 47.485 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 23.379 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 là 41.152 người. Tết Trung thu đang đến rất gần, thế nhưng dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mùa trăng tròn năm nay sẽ đặc biệt hơn đối với nhiều em nhỏ khi không có thể cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi do giãn cách xã hội. Các gia đình sẽ tự tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhà. Song song đó, nhiều đoàn thể tổ chức cũng vận động đóng góp để chăm lo cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cũng có một cái Tết Trung thu thật yên vui. Trung thu năm nay, các địa phương ở thành phố không tổ chức đêm trăng rằm mà thay vào đó là các hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy vậy, những chương trình thăm hỏi, tặng quà như lồng đèn, bánh trung thu, sách vở cho trẻ em tại các vùng xanh, vùng an toàn không có dịch vẫn diễn ra để các em cảm nhận được không khí Tết Trung thu. Chiều 18 tháng 9, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm tặng 2.500 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sách vở cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường Linh Trung, Tân Phú, Long Bình, thành phố Thủ Đức. Việc thăm hỏi tặng quà này vừa thể hiện sự quan tâm, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch để các em dù đón trung thu ở nhà vẫn vui cùng với gia đình. Sau hơn 2 tháng dừng mọi hoạt động đánh bắt hải sản để chống dịch Covid-19, sáng qua, sau khi chuẩn bị chu đáo phương án mở biển gắn với phòng chống dịch, các phương tiện đò nang thúng máy khai thác hải sản gần bờ tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được cấp phép hoạt động trở lại. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có 648 đò nang thúng máy với hơn 1.000 ngư dân. Được tỉnh cho phép trở lại đánh bắt gần bờ, từ rạng sáng qua đã có gần 300 phương tiện ra khơi và trở vào bờ an toàn vào sáng sớm. Số hải sản thu hoạch được bán ngay cho các đầu mối hoặc được các thành viên trong gia đình ngư dân trực tiếp đưa ra chợ địa phương. Dân này là dân biển mà dịch cứ 2 tháng nay á không làm được thì cứ thảm lắm. Sầu buồn lắm mà đi được là mừng, biết rằng ít hay nhiều gì không biết. Nhưng mà họ đi biển được là mừng vui à. Ngày đầu tiên mở biển trở lại, lượng hải sản khai thác của từng đò nang thúng máy ổn định, ngư dân thu nhập trung bình trên dưới 1 triệu đồng, có ngư dân thu nhập đến hơn 5 triệu đồng. Tạo điều kiện cho ngư dân đi biển trở lại, trước đó tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ đã tổ chức để ngư dân đò nang thúng máy ký cam kết 50% đánh bắt theo ngày chẵn và 50% còn lại đánh bắt theo ngày lẻ và đi về trong ngày. Sau gần 2 năm tạm ngừng các chuyến bay quốc tế, mới đây cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã khởi động lại việc khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế, từng bước phục hồi việc đi lại, giao thương bằng đường hàng không khi tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát tại Khánh Hòa. Đây là những vị khách đầu tiên của chuyến bay từ sân bay Cam Ranh đi Incheon, Hàn Quốc. Sau gần 2 năm nhà ga quốc tế Cam Ranh tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế, họ chủ yếu là các chuyên gia, thương nhân, người lao động Hàn Quốc đang làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. Tính đến thời điểm này, Asiana Airlines là hãng hàng không đầu tiên khai thác lại tuyến outbound Cam Ranh đi Incheon, Hàn Quốc và chiều ngược lại với tần suất 4 chuyến một tuần. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cũng đang chuẩn bị xây dựng hành lang xanh với nhiều tiêu chí xanh áp dụng cho hành khách, máy bay, phương tiện và các quy trình nhằm từng bước thiết lập trạng thái bình thường mới. Tiếp theo trong phần sau của chương trình.
phát hiện 3 trường hợp F0 trong nhóm người tụ tập trái phép tại Đồng Nai. Bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi chuyên khủng bố người vay tiền để đòi nợ. Thưa quý vị, hôm qua Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý một người đàn ông trú tại xã Nhân Trạch về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trước đó, vào ngày 17 tháng 9, trên trang Facebook cá nhân Quang Dung có đăng tải bài viết với nội dung phản ánh việc lực lượng công an tại xã Nhân Trạch đánh đập người dân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh ngay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Qua điều tra, công an xác định tài khoản Facebook trên là của một người dân đang trú tại thôn Phúc Tự Đồng, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Lực lượng chức năng đã mời người này lên làm việc. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận nội dung thông tin đăng tải của mình là không đúng sự thật. Công an huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, mới đây, trong lúc làm nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1965, công an viên xã An Đức, huyện Ba Tri, đã bị chém tử vong. Vào khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2021, nhận được tin báo của người dân cho biết đối tượng Nguyễn Văn Đông, ngụ xã An Đức, huyện Ba Tri, cầm dao đến nhà ông Lê Văn Lẻn để gây rối. Đồng chí Nguyễn Văn Trường lập tức đến hiện trường. Trên đường đi, đồng chí Trường đã gặp đối tượng Đông. Mặc dù được đồng chí Trường vận động, giải thích nhưng Đông vẫn hung hăng, chửi bới, rồi dùng dao chém vào chân đồng chí Trường, gây thương tích nặng. Gây án xong, Đông rời khỏi hiện trường nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó. Còn đồng chí Trường được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Văn Đông theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hôm qua Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính một tài xế có hành vi đưa hối lộ. Tài xế vi phạm là Lưu Văn Trọng, ngụ tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, Trọng bị bắt quả tang, điều khiển xe tải luồng xanh, chở thuê chị Đặng Thị Hiền từ Bình Dương về Kiên Giang tránh dịch. Trong quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế Trọng còn có hành vi đưa hối lộ số tiền 3 triệu đồng để mong bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị nhắc nhở. Công an huyện Tân Hiệp đã ra quyết định xử phạt hành chính tài xế Trọng 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, đồng thời phối hợp với trung tâm y tế huyện đưa chị Hiền đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Chiều qua, Công an phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 3 F0 tại một căn nhà có 6 người tụ tập. Công an phường Quang Vinh cho biết nhóm người tụ tập tại nhà người quen. Tuy nhiên, khi công an phường đến kiểm tra thì có một số người bỏ chạy. Qua xét nghiệm nhanh, trong số những người tụ tập này có 3 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện công an phường đã lập hồ sơ đưa những người bị F0 thì sẽ chuyển đi điều trị. Những trường hợp F1 thì xử lý cách ly và theo dõi y tế. Ngoài ra, các đối tượng tụ tập trái phép vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Ngành nuôi vẹm tại vùng biển Ege của Hy Lạp điêu đứng vì nắng nóng. Trưng bày quyển sách hướng dẫn du lịch thế kỷ 14 tại Israel. Thưa quý vị, hậu quả của biến đổi khí hậu đang hiện hữu rất rõ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thời gian gần đây, ngành nuôi vẹm tại vùng biển Ege điêu đứng bởi đợt nắng nóng tồi tệ nhất đang diễn ra tại Hy Lạp. Những lưới vẹm được kéo lên trống rỗng thực sự khiến cho người dân lo lắng. Chính quyền vùng vịnh Tegmeis, nơi sản xuất vẹm chính của Hy Lạp cho biết khoảng 50% sản lượng năm nay đã bị mất. Gần 90% vẹm giống sẽ phát triển cho vụ sản xuất năm sau cũng bị chết. Sau một mùa hè nóng như thiêu đốt, vẹm như sống trong môi trường nước sôi vậy. 25 năm làm nghề nuôi vẹm, chúng tôi không ngờ rằng sẽ có lúc lâm vào cảnh này. Những con vẹm biển được nuôi trong 18 tháng qua giờ đây bị bao phủ bởi một khối trắng dày mà theo các nhà khoa học xác định là giun ống. Loài giun biển này bám vào vẹm ở vùng nước nhiệt độ cao và dần giết chết chúng. Nhiệt độ đã tăng trên 45 độ C ở Hy Lạp vào tháng 7 và nhiệt độ nước biển chạm ngưỡng 28 độ. Hy Lạp là một trong những nhà sản xuất vẹm địa trung hải chính trên thế giới. Loại hải sản này đang trở nên khan hiếm và đắt đỏ do bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nước biển nóng lên và việc vận chuyển khó khăn vì dịch COVID-19. Dù chỉ 10 tuổi và hoàn toàn không có ai hướng dẫn về kỹ thuật, nhưng cậu bé Chigoze Chika ở Nigeria vẫn có thể tự mày mò để làm ra chiếc máy rút tiền phiên bản bìa cạc tông.
Giống như những cây rút tiền thường thấy, chiếc máy của cậu bé cũng có đầy đủ các bộ phận như khe cắm thẻ ngân hàng, nút nhập số, đèn hiệu và chạy khá ổn. Thằng bé rất thích mày mò chế tạo các thứ. Một ngày thằng bé xin tôi mua kéo, kẹo cao su và một cái cánh quạt. Chỉ sau mấy ngày, Chica đã hồi hởi khoe thành phẩm ấy với tôi. Chica rất thích giới thiệu chiếc máy ATM của mình với mọi người. Số tiền được những người xung quanh mến tặng, Chica đều đưa cho mẹ để hỗ trợ gia đình. Cậu bé 10 tuổi này đang tìm hiểu cách đấu dây và cách hoạt động của các thiết bị điện trong nhà để áp dụng với các sáng chế sắp tới của mình. Hơn 2 năm sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris, một máy bay không người lái đã xuyên qua một rừng giàn giáo để cho chúng ta thấy được những hình ảnh bên trong của công trình. Giai đoạn đảm bảo an toàn và gia cố nhà thờ Đức Bà Paris hiện đã hoàn thành, nhường chỗ cho công việc trùng tu. Theo một thông cáo báo chí, việc bảo đảm an toàn và gia cố nhà thờ Đức Bà Paris bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 năm 2019, một ngày sau vụ cháy. Tất cả đã hoàn thành tốt đẹp theo đúng tiến độ. Thánh đường giờ hoàn toàn được an toàn sau giai đoạn dỡ bỏ giàn giáo. Tiếp đó là lắp đặt cây đàn organ ống của nhà thờ, những công trình thử nghiệm làm sạch hai nhà nguyện, hoặc thậm chí là dọn dẹp và phân loại các vết tích, bảo đảm an toàn cho phần giao nhau của các gian nhà thờ. Song song đó, giai đoạn trùng tu đã được khẩn trương chuẩn bị để có thể bắt đầu vào mùa đông năm nay. Một chiến dịch làm sạch kỹ lưỡng các bức tường bên trong và sàn của nhà thờ sẽ bắt đầu trong tháng này. Tại Viện Bảo tàng Đời sống và Nghệ thuật Israel ở thành phố Jerusalem, có một cổ vật rất lý thú đang được trưng bày, quyển sách hướng dẫn du lịch thời Trung Cổ. Quyển sách cổ này đã ghi lại những nơi hành hương nổi tiếng của người Ai Cập và Do Thái vào thế kỷ thứ 14. Quyển sách dài 11 mét mô tả lại những địa điểm trong chuyến hành hương Israel-Ai Cập cách đây 7 thế kỷ. Thậm chí nó còn có hơn 130 hình vẽ minh họa. Phần chính yếu nhất của quyển sách dài khoảng 2 mét có minh họa các địa điểm thiêng liêng của Do Thái giáo. Trong đó có đền Than Khóc, khu quý tộc, nơi có đền Al-Aqsa và cả vùng Vòm Vàng. Cho đến nay, các sách du lịch cổ đều ở dạng viết, còn cuốn sách này lại có hình vẽ. Nó rất độc đáo và ngôn ngữ mô tả theo hình ảnh, chứ không theo kiểu văn viết mô tả thông thường. Quyển sách được lưu trữ tại Bảo tàng Trung ương Quốc gia Firenze, Italia. Nó đến Israel theo dạng cổ vật cho mượn. Các chuyên gia Italia giám sát việc lắp đặt và trưng bày qua ứng dụng video từ xa. Thưa quý vị, ngôi làng Ocevia ở Bosnia-Herzegovina được xem là một trong những nơi còn sót lại ở châu Âu rèn sắt nóng chảy theo kiểu truyền thống như cha ông họ đã từng làm từ thời Trung Cổ. Sắt được nung đỏ và nóng chảy bằng than, sau đó được đưa lên đè để đập thủ công. Lò rèn được gia đình Jozelic dựng lên 700 năm trước và đó đã nuôi sống dòng họ tôi. Đến nay nó vẫn đỏ lửa. Sản phẩm được bán nhiều nhất của nghệ nhân rèn Ocevia chính là các đồ rèn gang sắt, bao gồm đĩa ăn, chảo để chiên và các khay nướng bánh. Dù ở thời buổi hiện đại, nhiều người Bosnia vẫn ưa chuộng đồ sắt truyền thống. Đây là yếu tố quyết định để nghề truyền thống vẫn sống được ở Bosnia và nghệ nhân có thể yên tâm truyền nghề cho các thế hệ sau. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp mạnh hơn nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta đang trong những ngày cao điểm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Và rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra đường khi không có việc thật sự cần thiết, đồng lòng chia sẻ, hợp tác với các cơ quan có chức năng để đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16 đạt được kết quả như mong muốn để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên, an toàn. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.